Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ Quy Nhơn đã tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Simona Heights với sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Định cùng các đối tác chiến lược. Dự án tọa lạc trên hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, gồm hai khối tháp The Harbour và The Sea được liên thông bởi cầu kết nối. Simona Heights có quy mô hơn 600 căn hộ và đặc biệt là phiên bản giới hạn GOK, căn hộ một cửa với hai lối đi riêng biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với lại những đơn vị dẫn đầu trong các chương trình về nội thất hoàn thiện để đảm bảo là chúng tôi có thể cung cấp cho người dân Quy Nhơn một cái sản phẩm ở mức chất lượng cao nhất và có một cái trải nghiệm sống đẳng cấp và thượng lưu. Lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Bình Quy Nhơn. Ngoài những tiện ích cao cấp, dự án còn cung cấp nhiều dịch vụ chuẩn 5 sao như dịch vụ tiền sảnh chuyên nghiệp, hệ thống an ninh 5 lớp, bãi đậu xe đảm bảo nhu cầu từng căn hộ, hệ thống xử lý rác thải khép kín, v.v.